Con trẻ nổi lên to thế. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghĩ thôi. Nấu cái cải canh ăn ngon lắm. Vâng. Cháu hay nấu ra cải canh. Đắng ấy. Ừ, cải canh đắng. Ăn chả đắng thế nào luôn. Nấu cải canh đắng. Nấu cái cải canh ăn ngon. Con nó còn chua nhiều. Thế rồi con nào? Quả nào đâu,
về nhà bà ấy. Thôi Minh Hoa, biết bà ấy có nhà không nhỉ? Không biết mày, bà nhà bà này không nhỉ? Bà ơi! Ai gọi đấy? Bà ơi! Ai gọi đấy? Bà! Ở đi đấy, ở nhà đánh chơi, ở đi đâu, có việc gì lạ đấy? Vâng, con ở làng bên. Con sang đây nhờ bà có chút việc. Hôm nay không đâu à? Không, bà ở nhà nhé, cháu có việc gì là lạ thế? À, cháu ở làng bên. Cháu nghe nói là bà có thuật thôi miên à? Ừ. Không? Cái này có thể tạo làm được đấy. Được á? Ừ. Thế lần này giúp cháu một việc nhé. Đến năm ba giúp thì phải có công cho bà, phải có bà chỉ lấy mình lúc này 100 thôi. Tiền nong bà không cần phải lo, miễn là được việc cho cháu là được. Ừ. Được chưa? Ừ. Thế bây giờ có cần đồ nghề gì không? Đồ là quá đấy. Quá hả? Ừ. Thế lấy đi xong rồi đi hộ cháu lúc nhá. Ừ. Đâu rồi? Bà ơi, được chưa? Đây, em lấy nhà à? Đồ nghề cần nhiều không? Quá ít thôi nhưng mà đủ. À, đủ quá. Ừ. Thế thôi đi. Ừ. Cháu đi xong rồi cho nó được việc nhé. Cái này cứ là được việc cho cháu, còn tiền nong không có anh đi, được chưa? À, dạ. Đi. Nhưng mà bắt đầu. Nhanh. Phải không xá, phải lo anh nhá. Không, bà không phải lo, tiền nong phải lo. Cứ được việc cho cháu là được. Ừ. Lâu không? Cái này chỉ tiếng thôi. Tiếng thôi gì? Ừ, rồi.
ơi. Anh à? Em sao đây? Sao đây mệt mỏi thế? Em không sao anh ạ. Không sao ấy. Vâng. Ừ, anh thấy trông em mệt mỏi ấy. Em không sao đâu anh. Ừ. Thế có rảnh không? Em có. Có. Làm gì ấy? Thế anh chở em đi chơi nhé. Vâng không? Vâng, thế được. Hôm nay rảnh thì anh chở em đi chơi nhé. Vâng. Thế em vào thay quần áo đi. Vâng, thế anh đợi em tí nhé. Ừ, ok. Xem sớm cần theo đuổi con này đến bao giờ nữa. Mình phải trả công cho bà đấy hậu hĩnh mới được. Anh ơi, em xong rồi. Ừ. Bộ này đeo ha. Xong rồi em. Dạ. Ừ. Bộ này đẹp đấy. Ngồi đây. Ừ. Thế anh chở em đi chơi nhá. À, thế ngồi đây đợi anh một xíu nhé. Để anh về anh... Anh về thay áo. Ừ, vâng. Anh thay quần áo nhé. Vâng. Đợi anh nhé. Sao anh ấy rảnh thế, anh Tuấn lại đưa mình đi chơi nhỉ? Đẹp đi chơi. Thôi đi anh. Anh xong rồi. Bây giờ mình đi nhá. Đi, em đi chơi. Trời đẹp lắm nhỉ? Vâng. Xuống dưới này ngồi đi. Bên kia có đàn dê kìa. Yêu thế anh ấy nhỉ? Ừ. Mày em vui à? Vui anh ạ. Cái gì chúng mình mãi được như bên như thế này nhỉ em nhỉ?
Cùng chúng mình cũng về được với bên nhau. Dạ. Em mong chúng mình mãi như này anh nhé. Anh đừng bỏ em nhé. Thôi nhìn tàu kìa. Vâng. Vì cái tàu đấy chở cát phải không nhỉ? Ừ. To thế nhỉ? Hãy chúng mình ra đằng kia, đi em đi. Vâng, đi em đi. Đi lấy xe đi. Nào nhìn xinh nhá. Nào. Em nhìn bên trái nhá, Tay cao lên một tí nào, Rồi ok. 1 2 3. 2 3. Tiếp kiểu khác nhá. Rồi, chân hơi co lên nào, Còn lại nhá. 1 2 3 2 3. Đẹp quá. Ôi từ từ nhá. Em đứng hơi tích về bên này đi. Rồi ok ok. Chân phải co lên nào, Nào. Mắt nhìn thẳng nhá. 2 3 2 3 2 3. Ok. Đi ra đây chụp một kiểu được em nhá. Cao lên.
Em thấy tay nghề chụp ảnh của anh thế nào? Quá ok anh ạ, đẹp mà. Nhưng mà mẫu ảnh cũng xinh. Hả? Nhưng mà mẫu ảnh cũng xinh đúng không? Anh lại dẫn em đi chơi nhé. Vâng. Về nhà rồi em ạ. Về nhà Hòa. Anh này, anh sao anh lại đây làm gì? Không, anh thấy em mệt mỏi. Anh về đi. Hòa, sao anh đây làm gì với tôi? Em mệt mỏi nên anh xem em thế nào thôi mà. Anh đi về đi. Quá anh không, đi tôi mới. Anh đi về đi. Anh đừng đến nhà tôi nữa. Sao anh chẳng là cái thế này? Đi về. Hòa. Sao lại vào tận trong nhà mình thế này?